hoàn thiện cái nhà. Ok, đi làm tình cờ và mình nhìn thấy cái quan tài, gọi là quan tài người ta để sắn thú sắn đây các bạn. Đây. Quay đây sợ. Nó là một cô quan tài. Đứng quay thế này mà nó run run. Cái này mình không dám hỏi chủ nhà cái này để làm gì. Quan tài đây các bạn, quan tài đã. Vừa rồi là cái quan tài, cho nên mình sẽ hỏi Cương. Hello, xin chào 500 anh em vô tụi em. Đây. Là hồi nãy anh có thấy quan tài bên kia, hỏi không Cường. Nha. Hỏi Cường. Cái quan tài bên kia để làm gì? Để chôn người đấy. Để chôn người hả? Đi sao lại để chôn ai chết thì chôn người đó. Sao để sẵn đúng không? Sao hả? Sao để sẵn? Sợ. Thì nhân cơ hội có gỗ ngon ngon thì mình chuẩn bị trước, sau này mình chết thì có cái quan tài đẹp đẹp. Thế à? Giống như kiểu mình sống mình có nhà xây vậy đó. Nhưng mà như dân mình mà để phải có phải trụ éo à, người ta bảo cái éo mà thôi. Người già người ta hay có quan điểm như vậy. À. Nha. Nha. Chuẩn bị trước cho mình một cái đi nha. Trời, nghe mà sợ thì sợ chứ nha. Các bạn chuẩn bị được quay rồi. Đâu đâu đâu. Đó cái bảo đây đấy. Đó người ta gọi là chuẩn bị trước đây các bạn. Đây, 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 hồi nãy mình đã quay rồi, chắc các bạn cũng thấy rồi nè. Để cho hồng nhà nha các bạn nha. Tôi giá 3 tỷ. Nói chung là người ta sẽ chuẩn bị trước, cho nên là dân ở đây là vậy, đúng không? Chợ, 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 thì tức không sợ. Để quan tài như vậy không sợ. Người ta gần chết rồi, làm xong cái quan tài nó lại sống ấy. Em bảo là. Thế à? Hả? Thế à? Ngày xưa người ta tin như thế. Ngày xưa người ta tin như thế à? Ngày xưa người ta tin là mình ốm đau quá thì làm được cái quan tài. À. Làm xong cái quan tài nhiều lúc nó lại khỏe. Thế à? Chưa? À. Thế à? Đúng không Cường? Cái gì? Đúng không? Cái gì? Làm xong cái quan tài người ta là khỏe luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. hỏi thằng này, hỏi thằng nhỏ này, thằng nhỏ nhất trong te, trong team The Say mình này. À, Dũng. Hả? Để quan tài như vậy có sợ không? Để quan tài như vậy á? Ừ. Sợ chứ sao không? À. Thế sau này có chuẩn bị cho mình một cái như vậy không? Không. Không à? Thì người ta chuẩn bị rồi kìa. người ta chuẩn bị. Người ta già rồi, chuẩn bị hả? À. Nhưng mà làm thôi, nhìn được cũng sợ sợ nhỉ. À. Sợ không? Nếu như là làm cho mình thì mình cũng sợ. Mình còn trẻ mà nữa. Thì... Yeah. Sợ chứ, anh sợ chứ. Nghĩ khi nào chết à? Nghĩ khi nào chết. Mà đây cái con tài đấy. Sao? Em sao? Đây. Ồ, sao? Thế sao chuẩn bị con tài trên sao? Em sợ. Thì người nhà chuẩn bị cho em một cái em có sợ không? Không sợ. Không sợ hả? Không sợ. Chết sợ gì cũng đi mà. Chết sợ gì cũng đi ra đâu, ra đâu. Ok, chia sẻ cho anh. Nói chung là nó thực tế đấy các bạn ơi. Mình nhìn thấy mình cũng sợ đấy. Không đùa đâu. Anh hôm nay anh không sợ chết. Bà lấy tôi ở nhà đó. Đây, tôi... Ok, chia sẻ cho bạn nha. Bạn nha.